tiểu sử Huỳnh Hiểu Minh, nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Với vẻ bề ngoài điển trai và từng tham gia các bộ phim gây được tiếng vang lớn, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh được đông đảo khán giả yêu quý và mến mộ. Ngoài khả năng diễn xuất của mình, anh chàng này còn có tài năng ca hát và đã thu hút được lượng fan khá đông đảo. Huỳnh Hiểu Minh sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường không có truyền thống nghệ thuật. Thế nhưng lúc nhỏ, có lần anh đã được đoàn phim chọn để đóng một vai diễn nhí trong phim điện ảnh. Huỳnh Hiểu Minh có mơ ước trở thành một khoa học gia, nhưng giáo viên đã khuyên anh đăng ký nguyện vọng vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhờ năng lực diễn xuất cộng với sự ủng hộ của cha mẹ, Huỳnh Hiểu Minh có thể chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và sớm đạt được thành công. Anh tốt nghiệp đại học vào năm 2000 nhưng đã bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1998. Tên tuổi của anh được chú ý qua vai diễn Hán Vũ Đế trong bộ phim Đại Hán Thiên Tử năm 2001. Từ đó, sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh bắt đầu lên hương, anh được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết tới. Những năm gần đây, những bộ phim anh tham gia không gây được tiếng vang lớn, nhưng bù lại, anh đã khá thành công bên mảng kinh doanh và trở thành một doanh nhân thành đạt. Sự nghiệp diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh. Năm 2001, Huỳnh Hiểu Minh bắt đầu nổi tiếng, được đông đảo khán giả biết đến sau khi Hán Vũ Thiên Tử phát sóng. Trong tác phẩm này, anh đảm nhiệm vai chính Hán Vũ Đế. Bộ phim có tỷ suất người xem đứng đầu Đài Loan, đồng thời được khán giả ở Trung Quốc đại lục và các nước Đông Nam Á đón xem rất nhiệt tình. Năm 2004, Huỳnh Hiểu Minh tham gia phần 3 của bộ phim truyền hình Hoàng Châu Cách Cách và vào vai Tiêu Kiếm. Với lối diễn xuất của mình, anh đã xây dựng hình ảnh một Tiêu Kiếm si tình nhưng đầy mạnh mẽ gây ấn tượng với người xem. Nhờ sự nổi bật về diễn xuất và tài năng của mình, trong năm ấy Huỳnh Hiểu Minh đã được bình chọn là gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ. Năm 2006, Huỳnh Hiểu Minh đảm nhận vai nam chính Dương Quá, kết hợp với thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi trong bộ phim truyền hình nổi danh Thần Điêu Đại Hiệp. Để chuẩn bị cho vai diễn này, anh chàng đã dành thời gian để tìm hiểu thật kỹ về võ thuật. Với sự đầu tư và cố gắng nỗ lực của mình, anh đã thu về được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Năm 2007, Huỳnh Hiểu Minh vào vai chính Hứa Văn Cường, một tay xã hội đen điển trai, lạnh lùng, mưu trí rất hút mắt người xem trong bộ phim Tân Bến Thượng Hải. Vai diễn này đã giúp tên tuổi của anh vang xa khắp châu Á, sự nghiệp của anh cũng càng thăng tiến hơn. Đồng thời, anh được đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Thượng Hải lần thứ 13, còn gọi là giải Bạch Ngọc Lan. Ngoài ra trong cùng năm 2007, anh đã ký hợp đồng với Hoa Nghị, một tập đoàn giải trí nổi tiếng. Anh bắt đầu tập trung đóng các bộ phim điện ảnh và tạo ra cơn sốt như Phong Thanh 2009, Diệp Vấn Hai, Tông Sư Truyền Kỳ 2010, Triệu Thị Cô Nhi 2010. Sau đó, năm 2008, Huỳnh Hiểu Minh vào vai chính Vi Tiểu Bảo trong phim Tân Lộc Đỉnh Ký. Mọi người rất đón chờ bộ phim này và yêu thích nhân vật mà anh đóng vì nét diễn hài hước tự nhiên, duyên dáng. Năm 2010, anh đảm nhận vai Lạc Hy trong Bong Bóng Mùa Hè. Cũng giống như Tân Lộc Đỉnh Ký, bộ phim cũng được phát sóng rộng rãi trên màn ảnh nhỏ ở khắp các nước châu Á, tạo nên vị thế vững chắc cho Huỳnh Hiểu Minh trên màn ảnh nhỏ. Trong những năm kế tiếp, Huỳnh Hiểu Minh cũng tham gia rất nhiều các bộ phim khác từ truyền hình cho tới điện ảnh nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Khán giả nhận xét là anh chỉ hợp với những vai diễn lạnh lùng nên có thời gian anh đã rất tuyệt vọng. Thế nhưng, đến năm 2013, sau khi bộ phim điện ảnh Những Giấc Mơ Mỹ ở Trung Quốc phát sóng đã thu được thành quả vượt ngoài mong đợi, nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả. Họ cũng đánh giá cao diễn xuất của anh, nhờ đó anh cũng thoát khỏi bị đóng khung hình tượng. Từ năm 2013 đến nay, Huỳnh Hiểu Minh còn tham gia nhiều bộ phim khác, nhưng phong độ diễn xuất của anh bị đánh giá là thiếu ổn định, lúc trồi lúc sụt. Những bộ phim được đánh giá tốt có Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm 2015, Làng Nhà Bản 2, Phong Khởi Trường Lâm 2017.
Bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng, 2020. Bên cạnh đó là những bộ bị đánh giá kém như Em Đã Đến Trễ Nhiều Năm, 2018, Liệt Hỏa Anh Hùng, 2019, Nguy Cơ Tiên Sinh, 2021. Chuyện tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh. Về chuyện tình cảm, Huỳnh Hiểu Minh từng có thời gian yêu đơn phương Triệu Vi và tỏ tình hai lần nhưng Triệu Vi không đồng ý. Sau đó Huỳnh Hiểu Minh đã hẹn hò với Tần Lam, Lý Phi Phi nhưng đều đã chia tay. Sau này, anh có mối tình lãng mạn với Angela Baby, mối tình khiến cánh nhà báo tốn không ít giấy mực. Kết quả của cuộc tình 6 năm này là một đám cưới thế kỷ như trong truyện cổ tích vào năm 2015. Năm 2017, họ có một người con trai với nhau. Thế nhưng, không hạnh phúc bao lâu, đến năm 2018, giữa họ có tin đồn rạn nứt. Đầu năm 2022, họ thông báo đã ly hôn và đường ai nấy đi. Huỳnh Hiểu Minh Diệp Kha. Dù không công khai mối quan hệ với hot girl Diệp Kha nhưng Huỳnh Hiểu Minh liên tục đưa bạn gái về chơi với gia đình. Bố mẹ của nam diễn viên cũng rất ưng bạn gái mới của con trai. Theo Quy Quy, Huỳnh Hiểu Minh vừa đưa hot girl Diệp Kha về quê nhà nghỉ lễ. Nam diễn viên đăng ảnh cùng bà và mẹ. Anh tặng hoa và bày tỏ tình cảm kính trọng, yêu thương với hai người phụ nữ quan trọng trong gia đình mình. Loạt ảnh Huỳnh Hiểu Minh vừa đăng tải bất ngờ làm lộ chuyện hẹn hò giữa anh và Diệp Kha. Trên trang cá nhân của người mẫu nóng bỏng, bức ảnh chụp khung cảnh bàn tiệc giống hệt không gian trong bức ảnh mới của Huỳnh Hiểu Minh. Bất chấp sự tò mò của khán giả, cặp đôi quyết định giữ im lặng. Đây không phải là lần đầu cư dân mạng và truyền thông phát hiện Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện cùng tại một địa điểm. Dịp Tết Nguyên Đán gần đây, Huỳnh Hiểu Minh cũng đưa bạn gái về ra mắt gia đình và đón kỳ nghỉ lễ cùng anh. Trước đó, vào tháng 10 năm 2022, nam diễn viên cũng dắt bạn gái về quê nhà Thanh Đảo, Trung Quốc, gặp gỡ gia đình, sau đó đi dã ngoại nhưng không có bằng chứng xác thực. Sau khi mối quan hệ giữa Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh được chú ý trên mạng xã hội, người mẫu nóng bỏng đã ẩn tấm ảnh gây bàn tán. Theo một số nguồn tin thân cận, Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh qua lại từ giữa tháng 2 năm 2022. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, thậm chí được cho là đã dọn về chung sống từ cuối năm ngoái nhưng không công khai tình cảm. Theo Sina, gia đình nam diễn viên rất ủng hộ mối quan hệ mới của con trai. Diệp Kha là một hot girl mạng xã hội, từng là hoa khôi đại học Thâm Quyến, Trung Quốc. Năm 2010, cô tham gia cuộc thi hoa khôi giới streamer do Đài Hồ Nam, Trung Quốc tổ chức. Người đẹp lọt top 50 trên 102 thí sinh dự thi rồi gia nhập làng giải trí với tư cách MC, người mẫu. Diệp Kha sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng với gương mặt xinh tựa búp bê. Người đẹp theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, cắt xẻ táo bạo để tôn lợi thế hình thể. Cô thường chia sẻ những bức ảnh khoe đường cong quyến rũ lên trang cá nhân. Sự nghiệp kinh doanh. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh còn là một doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc. Anh kinh doanh nhiều lĩnh vực, mở nhiều công ty về các ngành nghề khác nhau như về ẩm thực, thời trang, khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, anh còn đầu tư vào cổ phiếu và kiếm được khá nhiều tiền. Năm 2011, theo thống kê thì Huỳnh Hiểu Minh là sao nam có thu nhập cao nhất năm.